Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới và đã ký kết nhiều thỏa thuận với thương mại các nước trong khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong nước vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ các sản phẩm tài chính, trong đó các dịch vụ bao thanh toán để phát huy hết thế mạnh trong kinh doanh. Đây là nhận định của Hiệp hội Bao thanh toán quốc tế FCI và Tổ chức Tài chính EFC, một thành viên của Ngân hàng Thế giới, tại hội thảo về bao thanh toán đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo FCI, dịch vụ bao thanh toán giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được các hạn mức tín dụng hiện có, đồng thời được hưởng lợi nhờ những điều khoản thanh toán trả chậm theo phương thức ghi sổ, cũng như tránh được rào cản ngôn ngữ khi giao dịch với đối tác nước ngoài. Với kim ngạch thương mại quốc tế hàng năm trên 300 tỷ đô la Mỹ, Việt Nam cho thấy tiềm năng đáng kể về phát triển các dịch vụ bao thanh toán quốc tế. Tuy nhiên, trải qua hơn 10 năm thực hiện, doanh số bao thanh toán của Việt Nam còn ở mức rất khiêm tốn so với các quốc gia trong khu vực. Theo thống kê của IFC vào năm 2014, tổng giá trị thông qua dịch vụ bao thanh toán trên thế giới đạt trên 2.300 tỷ euro. Trong đó, giá trị bao thanh toán tại Việt Nam chỉ chiếm một phần rất nhỏ, khoảng 100 triệu euro. Và đến nay, thì con số này cũng tăng trưởng không đáng kể.